Sự trống rỗng, tuần làm việc xoay vòng, mở đóng băng việc trầm công. Hàng tá áp lực bổ vây như ngàn lưỡi dao sắc, trực chờ gương mặt từng đáy nhiệt huyết tâm hồn và cảm xúc của anh trong thầm lặng. Vẫn là như mọi khi, vào một buổi sáng sớm, anh chủ động tắt báo thức và chọn loại dầu gội thơm. Ăn bận thật trải chuốt và rời đi khi nắng chớm, nhưng là trên xe số 58 đều khác xa với ngày thường. Và khi chuyến xe đang rời xa thành phố, đắm chiều lặng thinh anh ngồi trên ghế bên cửa sổ. Em bắt đầu hành trình không cần có suy tính hay định hướng, chỉ là anh muốn thoát khỏi những thói quen trung lập tẻ nhạt và tầm thường. Vì anh có một đam mê nhưng chẳng giống ai, mẹ anh vẫn nói ngay thẳng thì sẽ rất khó để tồn tại. Anh cần phải thoát khỏi mớ bong bong đang làm khó anh mỗi ngày, một cuộc gọi nhẹ chưa có ai biết quyết định của anh là trốn chạy. Anh vùng vẫy với những kỳ vọng, anh muốn trốn tránh những cạnh tranh, mặc kệ cho dòng đời xoay vòng, anh chỉ cần ai nếu sau khổ hạnh. Anh muốn những giọng nói trong đầu phải ngưng lại, anh muốn chúng phải chấm dứt. Anh không muốn phải thỏa hiệp để giải quyết những vấn nạn tồn đọng trong hiện thực. Một khi đối mặt với dòng thác dữ và anh đâm mình thả trôi, lần đầu tiên suy nghĩ cho bản thân anh mong sẽ được xa tội. Những nhịn chịu đựng con quỷ này cũng đã ngon nghe được 2 năm, anh đang sống mà không bằng chết ở tuổi đời từ 25. Nắng giờ sáng màn đêm dần xa, nhưng nỗi đau vẫn sâu trong. Dao làm cửa vội, bao nhiêu thỏi son em đã sử dụng qua 5 tháng, cũng không che nổi sự nhạt nhòa của một đóa hoa đã và đang dần phai tàn. Cũng là chiếc ghế cạnh cửa sổ em chọn ngồi, đeo chiếc headphone cùng cảm xúc rối bời. Em thả trôi điện thoại mới tin nhắn liên hồi không ngừng rung, chọn cách lờ đi bởi em play mode mà không còn lúng túng. Vì em đã quá mệt à, giờ em có ổn không? Những câu hỏi sao rỗng không thể làm ngơi cơn bão lòng. Em từng có rất nhiều bạn khi nhà em còn không khá, giờ chỉ còn vài lời đầu môi sau khi ba em đã đánh mất tất cả. Em từng có nhiều tình nhân và họ nói thương em, họ làm cho em những điều giống bộ phim kịch mà em thường xem. Nhưng cũng chính họ rời đi khi không đạt được mục đích, để mặc em trong đêm đen cùng những nỗi tiếc sau những tháng ngày hy sinh. Em trách đời vô thường và cách cứu chữa thì vô phương, khi con quỷ đang đeo bám em khiến em đi chệch mất phương hướng. Em cũng đã 25 khi tuổi xuân đang rời xa, những ngày thành công thì ít mà phần lớn em gặp phải là những vấp ngã. Em đã quá mệt mỏi, chắc đã đến lúc nghỉ ngơi, nhưng giọng nó chỉ dừng lại khi em đến được một chân trời mới. Không muộn phiền, không âu lo, không bon chen, không tung thiếu, chỉ một gam màu trắng xóa cùng mình em ngân nga những bài ca mà em yêu. Nắng giờ sáng màn đêm dần xa, nhưng nỗi đau vẫn sâu trong. Cùng là tiết sáng chớp nhoáng trong một buổi chiều tối nhá nhem. Rồi tiếp theo là gì? Họ tự hỏi, hai người vẫn lặng thinh, không nói với nhau nửa lời. Nhưng có lẽ họ đều hiểu, khi tìm kiếm điều họ còn thiếu, niềm tin là thứ quan trọng nhưng chẳng thể nào bằng được tình yêu.